với đây là hai cái váy jean mà đang rất hot ở trên TikTok của Trung Quốc luôn ấy. Và hôm nay mình đã có cả hai em ấy trong tay rồi, ăn bóc cùng với mình nha, xem là có đẹp như hình mẫu không. Chứ bên ngoài khi mà mới bóc ra là đẹp đó nha. Đầu tiên thì mình có một cái chiếc váy dáng hơi ôm kiểu ombre, màu trông rất là cổ và vintage. Hai chiếc này thì đều có cái phần tua rua ở phía dưới và có xẻ ở đằng sau giúp mình di chuyển dễ hơn. Chiếc thứ hai này là màu đẹp xỉu đúng không các bác? Có túi và cái dáng của nó sẽ xòe hơn so với chiếc đầu tiên. Điểm tiếp nha, cái tóc của mình nó hơi xinh một chút nhưng mà với những bạn nào mà vòng 1 khiêm tốn hoặc vòng 1 bự hơn một chút thì mặc cái váy này cũng rất là đẹp. Chiếc này có size S, M và L nhưng mình đang mặc size S nha. Cái này xinh lắm nên mua. 10 điểm nữa thôi. Mỗi tội là mình kiểu vòng 1 hơi nhỏ nên nó sẽ hơi rộng một chút. Với những bạn mà có cân nặng như mình thì có thể đi sửa để cho nó ôm eo hơn một tí thì đẹp xuất sắc. Mà quên mất, cả hai chiếc váy này đều có chất liệu jean rất là mềm. Các bác tham khảo liền hai cái mẫu này đi nha, đang cực kỳ hot đấy. Lên đồ đi du lịch mùa hè này thôi các bác ơi. Mùa hè mùa du lịch đến rồi mọi người ơi, sắm váy đi biển cùng mình nha. Trời, vừa thơm vừa dày lại còn siêu đẹp luôn. Cái khúc này là mặt mình bất ngờ về chất lượng với cả độ xinh của em ấy luôn ý. Xem nhá. Phần dây đeo thì có thể tùy chỉnh được này. Váy sẽ có chất liệu vải xốp mềm nên là siêu bồng bềnh luôn ý. May hai lớp từ trên cho xuống dưới luôn nhá. Thấm hút mồ hôi tốt nhá. Các đường may và đường chỉ cũng rất là ok. Và cái lớp lót này cực kỳ mềm mát. Váy này sẽ có hai màu là màu vàng và màu tím. Có hai size S, M như mình là đang mặc size S nha. Ôi dồi các bác ơi, nó rất là xinh. Mặc lên kiểu trông yêu xỉu ý. Đi biển mà không mặc em váy maxi này thì mặc cái gì bây giờ đúng không? Đảm bảo lên ảnh lại còn đẹp nữa cơ. Váy có thừa độ dài và độ rộng cho những bạn nào mà từ 1.5m cho đến tận 1.7m. Váy này là của We Pretty nha. Mua nhanh kẻo hết các bác ơi. 31 tuổi rồi nhưng mà nhìn cứ như 20 mấy tuổi là cái câu nói mà mình được nghe khá là nhiều ấy. Nhưng mà tại chắc do dáng người mình nhỏ con mọi người ạ, với cả do phong cách ăn mặc nữa thì mình mới kiếm được một cái áo baby tee với chất lượng rất là ok của shop Bước Chân. Vải dày dạn có giãn, mình thấy cái màu và cái hình này cũng rất là đẹp nha. Có từ size S, size M, size L. Và để mix chung thì chắc chắn là không thể thiếu được cái chân váy túi hộp đến từ nhà Bạch Tuộc. Nói chung là rất đẹp, mọi người nên mua. Và đây là khi mà mình mặc lên người, nói chung là cũng ăn gian chiều cao, hách dáng mà hách tuổi được nha. Mặc dù đã 3x tuổi rồi nhưng mà mình vẫn thích mặc những kiểu này mọi người ạ. Hai cái item này thì cũng hạt rẻ nữa, mọi người có thể ghé và xem thử nhé. Bye bye.